Dạ em xin phép chào hai anh chị. Hai anh chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Chị tên là Quỳnh Thị Bế ở Ba Tri Bến Tre, thị trấn Bình Sơn. Chị Bế. Dạ. Quê ở Ba Tri Bến Tre. Còn anh trai? Anh Kim Minh Vương ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh tên gì? Kim Minh Vương. Anh Tuấn hả? Quấn 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 kia hả? Dạ. Hôm nay hai anh chị về đây. À Huấn. Dạ anh Huấn. Hôm nay hai anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ chuyện gì đấy? Tới Nguyễn Kiếm Hải giúp cho em là tìm anh. Tìm anh? Anh là anh như thế nào? Anh Huấn vợ. Anh vợ. Là em ruột của em. Dạ. Vậy là hôm nay là chị về đây cùng với em rể. Đúng không ạ? Tìm em trai của mình. Em trai của chị họ tên đầy đủ là gì? Quỳnh Văn Nhân. Huỳnh. Quỳnh Văn Nhân. Văn Nhân. Em nó nhiêu tuổi rồi chị? 34 tuổi. 34 là sinh năm 90. Đúng không ạ? 90 mà khai năm giấy 92 rồi. 92 thì mới 32 rồi chị. Ờ nhưng mà tại xưa khai vậy. Dạ. Em của chị là như thế nào mà phải đi tìm đây? Tại nó học ở tên ở dưới quê này, học ra trường thành phố á, thì nó đi làm không biết tin. Thì nó tự nhiên nó kêu chị gửi tiền lên cho nó. Rồi chị gửi lên. Thì nó ý là chị này hỏi mà làm đủ sống mà gửi lên, nó nói tại nó nghỉ làm trong phòng rồi nó chẳng hùng học mà ăn với người ta. Thì chị gửi lên, thì từ ngày mà gửi lên giờ là điện không là không thay bao không. Em gái của chị là làm ở Sài Gòn lâu chưa? Em xin lỗi, em trai của chị là làm ở Sài Gòn lâu chưa? Nó làm đây ra tường là 8-9 năm rồi mà nó ở hồi học tới giờ cũng mười mấy năm rồi đó. Tức là cái thời gian mà làm việc cơ mà? Làm việc là 8-9 năm rồi đó. Làm ở Sài Gòn? Công việc cụ thể là gì ạ? Công nghệ thông tin. Vậy là làm bên văn phòng đúng không ạ? IT này kia đúng không chị? Vậy là trong cái quá trình mà từ trước giờ làm là em trai của chị có hay về thăm gia đình không? Cũng như năm về hai lần thường, má còn sống thì về thường lắm. Giờ cũng má mất rồi, chỉ đám dỗ với tết về thôi. Nhưng mà chẳng còn liên lạc điện thì bắt máy. Từ ngày về gửi tiền giờ là không bắt máy luôn. Em trai của chị có gia đình chưa? Chưa. Chưa có gia đình. Có bạn gái chưa? Cũng không biết, tại vì nó ở đây không ít, có gì quê đó. Chị em có hay gọi điện liên hệ với nhau không? Cũng ít lắm, là cũng như nửa tháng rồi nói chuyện. Vậy là trong cái thời gian gần đây là em trai của chị có gọi điện cho chị cũng như là cần cái sự hỗ trợ. Cụ thể là số tiền bao nhiêu chị? Ba mấy triệu, chị nói hùng học bằng ăn có ba mấy, bán năm tỷ vàng có ba mấy triệu sau hùng học bằng ăn với người ta, nó nói là trong tài khoản nó còn. Chị nói vậy. Em trai có chia sẻ rằng là làm ăn cụ thể là làm ăn công việc gì không? Không thì chị nó không để tin gì đó. Thì chị mới nói là tôi chừng người ta gạt, chứ nó cười, nó gạt đâu gạt, để hùng học bằng ăn với người ta, nó nói vậy thôi chứ. Cái tính tình của em nhà mình như thế nào đấy chị? Nó hiền, nó có hiếu lắm. Hiền khô à? Cái tính sôi nổi hay là sâu lắm? Nó sâu lắm, nó ít nói chuyện á. Gọi là sống khép kín. Nó ít nói chuyện, ít tâm sự. Khi anh chị đông thì nó cũng buồn, nó đi chơi mình vậy đó. Gia đình nhà mình đông anh chị em không? Ta 8 người. Còn em trai này là thứ mấy đây? Em này em rể á. Không, em trai này Úc, Úc này Úc. Úc à? Ừ. Chị có thể chia sẻ cụ thể là cái ngày nào mà em trai nhà mình gọi điện cũng như là cần sự hỗ trợ của chị để mà đầu tư làm ăn? Ngày thì chị không nhớ mà. Lâu chưa chị? Đây là 3 tháng rồi đó. 3 tháng trời? À. Vậy là từ bao lâu là mình không liên hệ được với em mình? Tại vì không, cũng ít có điện, tại vì cái ngày mà gửi á là tới ngày đám của má, là ngày đó là đám năm nào cũng về thôi. Với trước bữa đám chị mới nhắn tin, họ nói đám má về đi, mốt là có về không đám má. Nhưng mà coi Zalo cũng không xuống câu, vì điện cũng độ cồn còn đổ chuông nghe. Yeah. À, rồi tới hai ngày sau điện là ngày đám dỗ, mấy đứa em gom về điện nhóc cái đồng điện không biết nhiêu cuốc cũng không bắt máy, nhưng mà cũng vẫn còn đổ chuông nghe. Rồi mình cứ nghĩ là nó nhiều khi nó gửi tiền, nó nói mình vậy gửi tiền, nó nuôi bạn gái hay gì, nó cũng không biết cho địa chỉ mình, nó nuôi bạn gái hay nó mặn ăn gì mình cũng không biết. Thì mình nghĩ là nó cũng không có tiền, về quê đám dỗ nó ngại không về thôi, đi đựng điện nữa thì bỏ qua tới giờ. Với tháng sau điện cũng không liên lạc luôn á, cũng còn liên lạc được. Rồi tới chuyện phát hiện tuôn la là điện không tắt máy luôn. Chị đang sợ nhất điều gì đây? Chị sợ là họ lừa gạt như vậy á. Tại mình cái ngày gửi tiền là má mắt tích luôn, là mình sợ họ lừa gạt như vậy thôi. Chứ giờ cũng biết sao. Vậy là bây giờ tất cả anh chị em trong gia đình đều rất lo. Dạ. Không biết em trai của mình hiện tại bây giờ ở đâu, làm gì, như dạ, thế nào và có được bình an hay không, đúng không ạ? Chính vì cái điều đó nên mà hôm nay hai anh chị mới lăn lộn từ dưới quê. Yeah. Từ một tỉnh rất xa ở miền Tây sông nước để lên Bình Dương nhờ anh em.
Trên video này chị hãy nói cái điều gì đó nhắn nhủ tới em trai của chị. Hy vọng rằng là em trai của chị có xem được video này, hoặc là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng có xem được, để báo tin về cho gia đình, để giúp em trai mình sớm quay trở về. Mời chị nói chuyện với em trai chị đi. Chị quay lên thì em có thấy gì liên lạc gì gia đình? Ở đây gia đình gấp, ai cũng đi tìm anh, mà anh không gọi về giờ có coi được em liên lạc gì. Liên lạc gì gia đình yên tâm, lo không biết anh ở đâu mà khỏi lo, anh em ai cũng lo cho anh hết. Khổ quá. Bây giờ là gia đình đâu còn tinh thần nào đâu để làm việc nữa, đúng không ạ? Mất ăn mất ngủ, bỏ hết công ăn việc làm, chạy đôn chạy đáo đi tìm. Trong thời gian vừa qua, gia đình nhà mình có nghe nói về những cái sự việc mà việc nhẹ lương cao cũng như là bị sập bẫy lừa qua Campuchia không? Thì mình cũng nghe vậy. Cái đó là quên, không có nghe ổng, nhiều khi ổng không ít có nói chuyện với em lắm. Ổng không có nghe, nhưng mình biết còn nó ổng nên như nó, em thì nó cũng ít. Ý là gia đình nhà mình đã từng xem những cái video cảnh báo trên mạng chưa? Có xem. Mình có sợ cái điều đó xảy ra với em nhà mình không? Sợ. Rất sợ đúng không? Hy vọng rằng là em trai nếu mà xem được video này, thấy gia đình của em lặn lội từ dưới quê về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì mong rằng em đang ở phương trời nào đó thì em hãy nhanh chóng liên hệ với gia đình. Nếu chưa về được thì em gọi điện em báo tin em đang làm công việc A, công việc B, công việc C, hiện tại rất ổn và rất khỏe, gia đình yên tâm, để cho tất cả mọi người trong gia đình đỡ lo lắng. Còn nếu tới giờ phút này mà thật sự như gia đình cũng như là anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đang có một cái chiều hướng là nghi ngờ, thì em mà bị sập bẫy thật về cái chuyện việc nhẹ lương cao cũng như là hoặc là bị bạn bè có thể là lừa mà đưa qua Cam để làm việc, thì em cũng phải tìm đủ mọi cách thật bình tĩnh để em gọi điện về, em báo tin về cho gia đình, để gia đình có cách có hướng để mà cứu em về một cách an toàn nhất nha em trai. Còn em đi mà em không một cái lời nào hoặc là không có một cái thông tin gì cũng như là không liên hệ về với gia đình để cho tất cả mọi người lo lắng, thì cái điều đó thật sự đó là một cái điều đáng buồn. Nên mong rằng là em ở phương trời nào đó, dù cho trong cái hoàn cảnh như thế nào, trong môi trường ra sao, em cũng phải cố gắng báo tin về cho gia đình để gia đình yên tâm. Cái sự việc của anh chị thì anh em đã ghi nhận, thật sự một cái câu chuyện mà tìm kiếm người thân thì không gia đình nào mong muốn. Nhưng mà tiếc rằng hiện nay là cái tình trạng rất nhiều, không riêng gì gia đình nhà mình. Hôm nay anh chị về đây thì anh chị cũng đã thấy rất nhiều người về đây đúng không ạ? Đó là cái điều đáng tiếc thật sự. Em không biết nói gì hơn, thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là em trai của chị cũng như là anh của anh đúng không ạ, là sẽ có một cái thông tin gần nhất và một ngày gần nhất sẽ quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì hôm nay hai anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội, với mục đích chính chị thì tìm em trai, còn anh thì tìm anh vợ. Thì hai anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm người thân mình về không? Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin của em trai này cũng như là giúp em trai sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Dạ tôi xin phép chào hai anh chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.